Vừa mua iPhone 12, 3 ngày sau iPhone 13 ra mắt. What? Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Có một vài bạn bình luận vào trong cái video unbox, đó là vài ngày nữa iPhone 13 ra mắt rồi, tại sao anh không chờ để mà mua iPhone 13 luôn mà lại đi mua iPhone 12 trong thời điểm này. Hiện tại bây giờ Jason không còn quá quan tâm vào cái việc đó là chạy theo công nghệ hay là những cái sản phẩm nào mới ra. Nhưng mà camera mới thì maybe sau cái đợt khủng hoảng vừa rồi thì chúng ta sẽ nhận ra được một vài điều, đó là có những thứ quan trọng hơn là cái mặt vật chất, hay ít nhất là về những cái thiết bị xa xỉ như thế này. Một chiếc điện thoại mới iPhone 13 có camera đỉnh hơn. Thật sự mà nói, khi mà các bạn sử dụng một cái case như thế này thì không ai nhận biết được là bạn đang sử dụng iPhone 13 hay là 12 đâu. Và Jason không sử dụng những cái thiết bị như thế này để mà flexing, làm ra vẻ và show off. Lý do mà Jason cần mua chiếc iPhone 12 này là bởi vì Jason cần nó gấp, phục vụ cho công việc của mình. Cái iPhone 11 này của Jason, cục pin của nó bị mát rồi, sạc nó 100% và chỉ sau khoảng 10 phút sử dụng nó chỉ tụt xuống còn 50% thôi. Nguyên một ngày làm việc sáng đến tối, khách hàng hay là gia đình cần gọi bắt buộc phải upgrade lên một chiếc iPhone mới trong thời điểm này. Mấy ngày hôm nay Jason cũng xem vài cái review về chiếc iPhone 13, những cái tính năng đặc biệt hay là camera mới của nó ngon như thế nào so với lại chiếc iPhone 12. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái review khi sử dụng chụp ảnh photography hay là quay video với lại camera của iPhone 13. Ví dụ như là cinematic mode của nó có thật sự ứng dụng vào trong công việc. Anyway, video ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về iPhone 12 hay là 13, mà ngày hôm nay Jason muốn chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm này, kể một chút xíu câu chuyện với các bạn về cái project mà Jason vừa hoàn thành, một cái commercial quảng cáo video cho công ty Moza. Nếu các bạn chưa xem cái video quảng cáo đó thì chút xíu intro từ cái video quảng cáo Jason quay cho công ty Moza. Tất nhiên đó là sản phẩm thuộc quyền sở hữu của công ty Moza, cho nên Jason không thể nào bỏ hết toàn bộ cái video từ đầu tới cuối vào trong cái vlog này được. Đường link phía dưới nếu các bạn chưa xem, hơi bị đỉnh nhá. Trước khi bắt đầu đi vào cái video review Mini MX 2 này thì Jason muốn kể một chút xíu câu chuyện. Nếu như mà các bạn đã biết hay là đã xem kênh YouTube này của Jason đã lâu rồi thì các bạn cũng đã từng xem những cái video Jason review những cái sản phẩm đến từ công ty này. Họ gửi rất là nhiều sản phẩm gimbal, thiết bị microphone hay là tất cả những cái gear phục vụ cho công việc quay video đến Jason để mà review, trải nghiệm và chia sẻ với các bạn. Sản phẩm của công ty Moza thì rất là tốt. Khoảng một tháng trước họ gửi cho Jason một cái mail cho cái dự án quảng cáo sản phẩm mới lần này của họ. Cũng giống như là bao người khách hàng khác, Jason rất là welcome, hào hứng quay video quảng cáo sản phẩm. Đó là cái lĩnh vực của Jason rồi. Tất nhiên đã đồng ý. Họ gửi cho Jason 3 chiếc gimbal để Jason thực hiện cái video quảng cáo này cho họ. Jason phải book model nè, và hai người model cũng đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Một người nữ đó là bé An, và cái người mẫu nam còn lại đó chính là Skyler. Tất nhiên với những cái sản phẩm như thế này, Skyler và An chưa có trải nghiệm, dành khá là nhiều thời gian để mà train họ phải mở cái này ra như thế nào, phải power nó on như thế nào, và những cái tính năng đặc biệt của chiếc MX2 này là gì. Ví dụ như là cái này tự động mở cái phone holder ra, và các bạn chỉ cần đặt chiếc điện thoại của mình lên hand free, tự động nó lock lại luôn. What? Đó là cái tính năng quan trọng nhất và đặc sắc nhất của chiếc sản phẩm mà công ty cần Jason focus vào. Ở trên cái phone holder ngay chỗ này các bạn có thể nhìn thấy một cái sensor. Thì đây là một cái detect sensor. Khi mà chiếc sensor nhận diện được chiếc điện thoại của bạn đặt lên trên cái play rồi, tự động hai cái kẹp này có motor ở trong đó kẹp cái điện thoại của các bạn lại. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn rất là nhiều trong cái quá trình mà các bạn đi travel, cần set up một chiếc gimbal ngay và luôn để quay cho được cái shot quay đó. Ok, quay trở lại với cái vấn đề training hai người diễn viên của chúng ta. Bởi vì chiếc gimbal này rất là dễ sử dụng, cho nên Jason đã không phải tốn quá nhiều thời gian. Mỗi người chỉ tốn của Jason khoảng 15 phút để mà training họ cái cách sử dụng và để cho những cái motion ở trong cái video nó mượt mà như có thể. Và đến khi on set bấm máy, mỗi cái motion, mỗi cái hoạt động, mỗi cái angle Jason phải quay ít nhất là 3 lần, 3 cái shot quay
để backup một cái tip cho các bạn. Nói về cái vấn đề kịch bản thì công ty Moza đã để cho Jason lead cái production cho cái project lần này, thiết kế kịch bản, lên ý tưởng, lên concept dựa trên một cái list về tất cả những cái chức năng mới, những cái điểm cần focus, cần tập trung trên chiếc sản phẩm này. Nó phải thực sự khác biệt. Từ cái kịch bản chúng ta mới bắt đầu làm storyboard. Storyboard là gì? Là phân ra từng shot quay, từng angle, tiêu cự là gì, góc quay như thế nào, hướng sáng như thế nào, và cái motion nó phải liên kết từ shot đầu tiên của video đến cái shot ending cuối cùng của video. Trong vòng 60 giây, 1 phút thôi, chúng ta phải truyền tải được hết tất cả những cái chức năng của sản phẩm. Và đặc biệt chúng ta phải lấy được cái sự tập trung của khách hàng, cái sự wow khi mà họ nhìn vào từng shot quay. Và cái thời gian để mà hoàn thành cái sản phẩm video quảng cáo lần này rất rất là challenge, thử thách Jason, là bởi vì nó quá ngắn. Từ cái lúc Jason nhận được sản phẩm cho đến cái lúc mà sản phẩm được release là nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tuần thôi. Cần thời gian để mà train cho model, rồi cần set up một cái buổi shoot cho bé An, rồi set up một cái buổi shoot khác cho Skyler. Và ngoài ra trong 2 tuần đó Jason còn phải đi quay wedding, còn phải đi chụp những cái show wedding khác nữa, và làm cả YouTube video để mà đăng tải lên kênh. Một cái khoảng thời gian khá là gấp rút và rất là hẹn hẹp. Nhưng Jason lại thích những cái project nó challenge như vậy. Nó thực sự thử thách bản thân để mình có thể boost cái khả năng sáng tạo, vượt qua cái giới hạn của bản thân. Thực sự mà nói, sau khi hoàn thành xong những cái project này, và đặc biệt là cái project cho công ty Moza, Jason cảm thấy là wow, phải gọi là phi thường một chút xíu so với lại một người filmmaker bình thường. Trong vòng 2 tuần mình hoàn thành tới 5 cái project, 3 cái wedding. Cảm thấy rất là mãn nguyện và tự hào về bản thân. Chưa xem, đường link phía dưới vào kênh của họ nhé. Anyway, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chiếc gimbal Moza Mini MX2. Đây là phiên bản thứ hai của cái dòng Mini MX. Khi mà chúng ta gấp chiếc gimbal lại, nó rất là nhỏ gọn. Và khi các bạn mua sản phẩm, công ty sẽ tặng cho các bạn một chiếc túi vải như thế này. Rất là tiện ích cho những bạn nào là travel vlogger. Nó nhỏ gọn như thế này thôi, rất là dễ dàng để mà cất ở trong cái túi hay là cái ba lô của các bạn. Và chúng ta mở nó ra bằng cách gập cái tay cầm này qua một bên. Đây là cái phone holder. Thì các bạn sẽ unlock nó, bấm vào nút power thì tự động chiếc gimbal sẽ mở lên và tự động nó sẽ mở cái kẹp ra. Các bạn sẽ đặt chiếc điện thoại lên trên chiếc gimbal và thả tay ra luôn. Chiếc sensor này khi nó nhận diện chiếc smartphone, tự động cái kẹp nó sẽ kẹp lại. Và ngay bây giờ các bạn có thể bắt đầu quay video rồi. Nó chỉ mất dọn diện trong vòng 3 giây. Tất nhiên chúng ta sẽ có đầy đủ hết các mode: Pan, Tilt, Sport Mode, POV, Inception Mode. Tất cả những cái chức năng đó đều có trong chiếc gimbal này. Cái motor của chiếc MX2 này thậm chí nó còn mạnh hơn cả chiếc 1. Cho nên cái việc mà có được những cái shot quay mượt mà, nó rất là dễ dàng. Khi các bạn đặt chiếc điện thoại như thế này, các bạn có thể quay trực tiếp lại như thế này để quay được những cái low angle shot, cầm chiếc gimbal và đi nó thấp ở dưới chân như thế này để có được những cái walking shot cực kỳ cinematic. Ngoài ra khi mua sản phẩm, các bạn sẽ được công ty tặng kèm với lại một chiếc mini tripod. Các bạn sẽ gắn mini tripod này vào đây, đặt nó lên trên mặt bàn, nó sẽ đứng như thế này, tay chân của các bạn sẽ thoải mái. Các bạn có nhớ là Jason nói cái thiết kế này nó giống cái gì không? Giống một cái súng AK. Ở trên cái ứng dụng Moza Genie, các bạn sẽ có thêm một cái chức năng gọi là Magic Mode. Ở trong đó các bạn sẽ có rất là nhiều cái template. Tất cả những hiệu ứng sẽ được bỏ trực tiếp vào trong cái video mà các bạn vừa quay luôn. Các bạn có thể chia sẻ trên Instagram nè, Facebook nè. Ví dụ các bạn đang đi du lịch và các bạn muốn quay là một cái đoạn story để chia sẻ với bạn bè, khi chúng ta sử dụng những cái template đó, cái video của chúng ta nó sẽ hay hơn, nó thú vị hơn. Và có nhạc ở trong đó luôn nha. Các bạn sẽ không bị đánh cái vấn đề bản quyền bởi vì công ty Moza đã chi trả hết cái phần đó cho các bạn rồi. Và sau khi sử dụng, các bạn muốn tắt nó đi rất là đơn giản. Ngón tay trỏ của các bạn nè giữ vào nút trigger, ngón tay cái sẽ bấm vào nút power và tự động cái gimbal nó sẽ mở cái phone holder này ra. Chỉ cần gặp khóa những cái điểm tiếp xúc của từng trục lại thôi thì cái setup của chúng ta nó sẽ nhỏ gọn như thế này. Boom, chúng ta đã hoàn thành xong cái việc cất cái gimbal đi. Anyway, đó là những trải nghiệm của Jason với chiếc gimbal. Công ty Moza trả tiền cho Jason để quay video quảng cáo cho họ, nhưng không trả tiền cho cái video review này nhá. Có những cái tốt, có những cái xấu, Jason đều chia sẻ hết. Tóm lại, Jason có recommend cái sản phẩm Moza Mini MX 2 này hay không? Chắc chắn có. Những bạn nào đang sử dụng cái version 1 có nên upgrade lên cái sản phẩm 2 này hay không?
Chắc chắn là không. Nếu các bạn muốn thêm cái chức năng Smart Sensor Phone Holder đó để tiết kiệm thời gian khi mà các bạn setup, nên upgrade lên chiếc version 2 này, nó cũng không có khác biệt gì nhiều về những cái chức năng còn lại hết. Cảm ơn công ty Moza đã tin vào cái vision, cái sự sáng tạo của Jason để đảm nhiệm cái dự án quảng cáo cho sản phẩm mới lần này. Đường link để mà mua chiếc gimbal Moza Mini MX 2 này ở phía dưới phần description. Hãy bấm vào đó, pick up ngay cho mình một chiếc nha. Anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay, ấn like bên dưới. Đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và sẽ có rất là nhiều sản phẩm đang nằm ở nhà của Jason chờ review. Không nha, Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Chịu trách nhiệm cho cái... Disco. Tất cả những cái chức năng... Good morning.